Ủa sao ông vợ tôi nó nói vậy? Alo. Sao mà ông nói vậy hết vậy? Sao làm xô gạo ai biết hỏi lẹ mày à? What? Mày chào mày nha. Chào mày tao không biết thôi nha. Đây đi trung đồn. Mà đi trung đồn. Liên đây trời. Liên luôn nhà người ta vô lái giải. Ờ cái show đây. Anh phải không hả? Ủa sao lấy show cái gà. Mày đổ không? Không. 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 Không diện vô nhà Hàn Quốc hay làm gì đây mà thấy nó ngầu rồi. Ủa chứ sao ngầu đây? Điện vô chạy. Hả? Điện vô chạy. À, đục. Trên nó đâu? Đâu em vô nhà em kiếm nãy giờ không có mà điện nó cũng mất mấy mà. Chào mọi người nha. Đây vô nhà Hàn Quốc nó điện vô đây làm gì mình nó bỏ con nhỏ ngầu quỳ cửa đây các bạn ơi. Đâu con nhỏ không? Chụp cái cho nó vui vui rồi chút đang điên máu rồi còn giận giận nữa không? Rồi nó buồn tạo nó không ạ? Điện nó tới được không? Rồi cho mà giờ mày ngầu đây thiệt á. Mẹ nó kêu vô làm mà sao vậy, vô không thấy đâu hết mà vô nha. Kêu nãy giờ còn rắc của ông nữa mà. Hay là rồi, ông với ổng còn có chơi gì phỉnh tôi rồi. Phỉnh gì điện nó không được rồi vô nhà ông có nó mà phỉnh vậy. Để ta điện thử. Làm gì hả? Anh ơi chơi. Mệt quá. Thì đánh đâu ngầu thiệt không? Thiệt không? Anh điện thoại nữa mấy máy không? Hả? Mẹ nó uống phơ pháo gì với ai nãy giờ biết không? Để mày ngầu luôn rồi, giờ sáng giờ đây luôn. À, gì vậy? Để cho... Ờ, thử rồi, ờ, tao điện nó thử. Ờ, tao điện nó thử rồi. Điện nó mấy máy mà. Điện nó mấy máy mà. Số giờ chưa vô nhà luôn á? Chưa. Không có nó mà, dám vô không? Đồ mẹ, có nó, vô, có vợ nó chưa? Con vợ nó chạy gì vậy? Nó tưởng đâu luôn, tụi bậy mẹ nó quýnh sao sao. Rồi mấy con cả nó vô khéo hôm trước đi mà theo tao. Hôm nay là nó trốn ở trong nhà rồi. Nó thấy mày ấy, nó trôi mày, nó bỏ mày ngồi. Em còn con trai cứng mà vô rồi lỡ gì mang tiếng em sao. Ủa đi đâu, sớm giờ đâu bỏ thằng phèo con ngầu qua đây vậy? Em cũng biết mà. Đồ hay là tốt cho phèo nào? Dạ không có, thấy không ạ? Trời, thấy không? Các bạn thấy không? Vợ đẹp xinh dài mà cứ quỳ đường đây nha các bạn. Mày ở xóm giờ không nói hiền nhớ gặp thằng nào là thôi xem rồi. Nó nhẹ nó. Trời. Có món này ngon nè anh. Lấy đi nghe. Bỏ bị luôn. Nè. Bữa giờ nó đầu không có. Ngon quá, hụt điều ngon. À, hụt điều. À. Điều đủ. Rồi đóng lỏng đục đàng hoàng ấy ha là lấy cái ra gì rồi đây đường kim ta hết bình mẹ à hay lấy bánh nhựa à đục wow đủ nhẹ không nhẹ không dưới rồi đủ gạo đai xô luôn không đúng. Em lấy gì mà đổ nó xèo mẹ mà phé dữ phải không lâu lâu mới có nó nha mà phé dữ rồi lấy gạo gì đúng xèo rồi cho nó chưa gì vậy em chưa tôi đã chết được đi nhiều mà cái là tao cầm nhà dữ thành ra cái thành ra này dưới ông lên nhà trên chơi cứ nó xuống đây nó lục đồ ăn rồi nó đói nhau chuột chuột có trẻ chuột nhà ngon gạo nhiều rồi chứ nhà già bà ngoại má cho bà lúa mấy á trời giải giải là giải tháng nay no rồi á dạ dạ rồi tháng nay còn không có tiền mua đồ ăn cứ gạo chiên ngày ăn cơm chiên ngày ăn cho à cơm với nước mắm nữa dạ quần không mình lên nhà trên chơi mày cứ mày dạ, lao dưới đây mày chà chà anh hụ đây dìm nhắm cua nhỏ cũng nhanh bé dữ mày cua nhỏ thêm được cũng nhanh cũng quá anh dành vậy cua nhỏ rồi bé quen nha thôi lên nhặt anh đâu chán quen rồi cứ chặt đâu à lên lên đây các bạn thấy không vợ quá thấy rất là vợ thương nha các bạn kêu vô làm mà không có gì cho làm như vậy ờ chắc anh gì hả em ấy ru con ngủ ấy ngủ ấy
vợ con dài mà không chịu ấy, nó đi thiệt rồi các bạn ơi. Mình tướng nó trốn nhẹ chứ nó đi thiệt rồi. Mấy tử ở đó mà vô đây. Ê, nó đi, nó đi, nó đi, vô đây, nó đi, vô nó đi, vô đây ngầu gì gì mà hớ gì à, hớ gì mà để vô tới đây rồi kiếm chỗ nào nhậu chè đây. Bây giờ vậy nè, bây giờ ta có ý vậy nè, bây giờ mình đi sinh tồn mẹ. Tồn đâu ông? Đi sinh tồn mẹ. Đang chết mẹ sinh tồn. Đi sinh tồn vài ngày luôn, đi sinh tồn tháng luôn rồi. Chứ ở nhà gần vợ rồi ngán quá. Đụng nói nghe bà vợ ông nghe đập nó quay luôn rồi. Đi mẹ tháng thôi nó có nhớ rồi, nó tìm rồi. Ừ. Đúng không? Bây giờ tao có ý à nhà, mà cứ nghe tao nha. Dạ, dạ, nắng ngon mà cứ nghe tao, theo tao. Theo tao. Sao vậy? Theo tao, theo tao. Rồi, à, các bạn ơi. Mình mới vừa nghĩ ra một ý sinh tồn. Sinh tồn cả tháng luôn nha các bạn. Mày cứ theo tao. Tao có cách rồi mày. Đi sinh tồn mà. Đi nhanh nhanh. Im nhanh. Vậy nhanh. Ê kiên 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 ngủ gạo đi. Cái gì vậy? Kiên ngủ gạo. Quá em. Ấy Quắc nó nói bữa nay đi sinh tồn em. Ủa đi sinh tồn mà đem gả theo chi anh? Sao mày ngu thế hả? À, ấy nó nói bữa nay đi gần gần đây hoài ngán quá. Bữa nay đi xe ăn chiếc em, đi chắc cỡ 10 ngày á. Đi sinh tồn mà đồ trong rừng đồ cho ăn cho sao đem gả theo? Thì cái gả mình nấu chứ, mình chỉ có mua mắm thôi chứ. Đi sinh tồn mua mắm rồi quên. À, mình kiếm mắm thôi chứ. Vậy sinh tồn vậy cha thì mày tức là mày quần mày im mẹ đi mình đi làm đồ đi sinh tồn sang cho bộ. Alo sinh tồn thằng nó nói tôi vào tôi cũng đi làm cái đồ nữa. Ừ. Mình sinh tồn mà nó nói tao, nó điện tao là được rồi. Nói gì anh đi nhà đi ra cái tầng không mày im hay mày im đó, nó nói thử như nào im quá. À ý là đem gạo theo không á, còn mắm thì mình tự kiếm hả không? Rồi rồi. Ấy là có đem đồ không? Nói vợ mà đi ship đồ bỏ pha ly luôn mà cho mày đi luôn. À. Đồ nó kêu đi ấy. Đồ mày ta còn làm nữa mà sao? Nó đâu còn đưa. Mày im đi mày, em đi làm đồ nữa mà. Im đi. Ấy là nó kêu đi xin tồn xe em coi thu ship lái đồ nó nhiều nha. Nó đi chắc chuyến là đi hơi xe á. À, nấu ưng gì bữa nay kêu đi sinh tồn xe biết đi cả tháng rồi gì ạ? Rồi đi luôn. Rồi ở nhà coi chuẩn bị kiếm anh khác nha. Đây đây kiếm đây kiếm đây. Kiếm đây kiếm đây. Kiếm đây đó này đó này. Nhanh nhanh kiếm đây kiếm đây. Đồ mày đi sinh tồn thiệt hả ông? Đồ mày tới mắt điện tao nó mới nói mà. Đồ mày đi làm cái đồ nữa mà sinh tồn. Ông nói đi mẹ. Nắng chết luôn mà đi nào đâu vậy? Đồ có điểm này. Có điểm này thì đó. Đi cái Đà Lạt luôn có sao một tầng dưới nặng chết đi mà sao mấy nó ngủ nặng quá. Đồ đâu? Đồ này anh quả chạy chứ khiêng thùng bự đi luôn hả anh? Thì nó nói với anh giải mà nó biểu khiêng hết cái này đi xin tôi chứ khiêng nằm luôn ở cho tưởng quan thế đó ít lại mẹ con ăn cho em ăn chứ sao đi bị hết chạy nó biểu khiêng hết nè. Biểu kiểm hết em ở nhà đi. Cái ông nậu thiệt là đông nói đi. Đó nó nói tao là được rồi mà im đi. Đây hành lý của bác nha các bạn. Chuẩn bị mình đi sinh tồn cả tháng nha các bạn. Nó nói là nhà là mẹ con là ăn cơm tiệm đi. Chuẩn bị mình đi sinh tồn cả tháng nha các bạn. Nó nói là nhà là mẹ con là ăn cơm tiệm đi. Chứ bữa nay không có nấu nữa. Dạ dạ thôi mà đâu mà anh đi tiêu gì đi cẩn thận nha. Đâu. Ông nói gì vậy? Sao ông cũng nói tiếng nào? Nó mấy ngày ông nói vậy tôi biết. Nó đang ở dưới kia nó chờ. Đang ở dưới xe nó chờ. Đồ quá rồi nha các bạn. Chuẩn bị là chuyến này là má niệm mình đi trên tùng hơi lâu nha các bạn. Vẫn không về được nữa đâu cha. Vì tòa kia kết án con rồi. Chờ một ngày người ta xử bắn. Con sẽ về với nàn khói. Cứ bị đường ông đi luôn đi. Cứ bị đường đi luôn á. Đi trên lẩu luôn. Quần mày im mẹ cái mói mày. Biết gì hết mà. Sao? Nó nói tao rồi, đi sinh tồn lâu ngày phải đem gạo nhiều. Mày đi làm đồ nữa mà sao nóng điện. Đi nhanh. Đi đó đi. Nói nữa. Yeah.
Đấy, khổ thiệt chứ đi trên tổng lâu ngày khổ thiệt nha các bạn ơi. Đấy gần nguyên cái hũ gạo đi trên tổng thôi, như đúng chỉ mình có đi xem đèn nữa chứ được có cái gì phọt xít đồ không đó ơi. Các bạn đi làm từ thiện khổ lắm nha các bạn ơi. Giờ đi làm từ thiện gì không? Đồ khổ lắm. Đâu vậy? Nó đi xin tổng thì như từ thiện gì nữa. Đồ khổ quá các bạn ơi. Giờ trời ơi, đông lắm nha các bạn. Ở đây mình làm chuẩn bị đến đánh kìa. Ở đây mình làm dịch thiện nha các bạn ơi. Mình lái của Thạch Xanh mình đi làm từ thiện nha các bạn. Không bỏ xuống không? Bỏ xuống nặng quá. Nhanh. Đừng mình đi chữ chết á. Nhanh. Yeah. Yeah, con bữa nay con là làm dịch thiện bữa nha mấy cô. Mấy cô nào? Mấy cô nào có ấy thì tới đây con phát cho ngừng ký gạo nha cô. Không dưa. Thì bây giờ nắng lắm nha các bạn ơi. Nắng lắm mà chợ thì nó cũng còn chưa ít người nha các bạn. Mấy bà cô bà nói chờ một xíu nữa có mấy bà cụ á. Má nó giỡn làm thiệt luôn không? À, chứ mình làm việc đã việc tốt mà. Má ăn quán đi này. Má sợ nó quá mà. Không buồn giờ. Thôi đưa tao nghi nha. Alo. Mày đang ở đâu vậy? Tao á, tao sư phụ mày á. Thằng Phong nó đây ở đâu? Nó đây. Hai ông đi đâu vậy? Nó chờ mày lâu quá rồi, nó đi vô tao đâu. Đi làm. À thôi mày uống với nó ơi. Thôi mày uống với nó ơi. Tao với nó đi. Tao nó đi làm từ thiện đâu. Từ thiện đâu mày mấy uống cà phê bạn mà uống cho đang ở dưới chợ đây có cái bè cô bên Mỹ bà gửi gì à cho ít tiền làm từ thiện này mẹ là chuột chết rồi. Nói gì vậy? Alo. Mấy nó hết tiền rồi quá. Ồ, mấy thêm nhỏ vụ bé hả? Nghe nghe. Nó gọi lại nữa này. Thì sao? Nghe đi. Chỉ không? Mặt dưới không? Alo. Bé nói tao là được rầu giống mày mấy đi uống cà phê mà. Người gửi gì mấy ngàn đô á, tao mua thùng gạo rồi, còn dư anh em mình chia. Mày có làm mày chạy xuống đây làm nhanh. Bây giờ mày ra đây mày quay clip đây làm từ thiện có mạch rồi bẻ mưa cho tiền. Đang ở chợ rồi, chạy xuống. Đang ở chợ đây. Thôi mày đi mua bao vậy? Mua bì với cà bụng lòng mày. Nhanh này. Bụng lòng chị. Nhanh này mà cứ làm tiêu tao nhớ đến đi. Chợ đã đông rồi mấy người. Chợ đã đông rồi nha các bạn. 2000 years. Chỗ mày mấy cái ấy nó mày. Mà đó thằng nhỏ nó chờ từ sáng tới. Cô mới nào? Cô mới nào đưa tiền ông? Cô mới nào? Mày đưa luôn không? Cô mới nào? Đó mày. Đó tao làm từ thiện cho mày. Cô mấy nào? Cô mấy nào? Mà làm. Uống luôn. Mà làm cho đàng hoàng cái đồ. Tiền đâu? Thật sự mà làm. Tiền đâu? Mày đâu? Mày mày mấy mày. Tiền đâu? Đưa đây. Mày. Tiền đâu? Cái gì? Mày làm. Tiền cô mấy đâu? Ê, phát gạo không chứ tiền đâu? Cái này là đàng hoàng nha, làm cho đàng hoàng con không mày. Tích đâu đó tao làm mày. Làm gì? Tao làm mày làm đàng hoàng còn làm không nha, đó tao làm nha. Làm gì? Từ thiện nó làm gì? Làm từ thiện mà bạn gỡ tiền đâu? Mày tiền đâu? Làm nhưng mà bạn muốn gỡ chứ. Tiền đâu? Chưa hết mà tiền. Mày ơn hai người chiêu bạn. Làm cái đây làm cho đàng hoàng mày mới gỡ gì à? Chứ không phải mày gỡ tiền. Tiền đâu? Làm mày đàng không đàng hoàng mày có phốt chết nha ngoài. Rồi. Ờ. Bé chuyện đó tôi làm với anh đâu đớt. Làm được mày gỡ gì cho bé ngàn đô. Hả? Có. Phải không? À. Chiều sáng giờ đủ lên làm đẻ cho mình đủ một phơ. Chiều sau qua là bán được bệnh không? Dạ đúng rồi. Bây giờ ta già chạy xương bởi vì mù. Hai mít ẩm khuôn bị tâm. Đâu? Ở đâu? Diễn là chưa gặp. Sao bạn?
sao bả đã ai giọng có đi bằng thứ gọi mà ai giọng có đi đi ông cô ông bị tâm thần ông này cũng ông đem đi bắp chân cô mà giờ mà quên ra tụi chị vậy đâu cô đâu dẫn dẫn cô bữa tiền làm không lùng không làm lùng lùng phát thì các bạn biết sao bây giờ mình ra khu chợ vui lắm nha mày kia vậy nhung mày im rồi đó tao làm coi cô Mỹ ở về nhung chứ mà cô chút đi đồ mày đó tao làm cho mày biết ngỡ nào mà làm tôi hầu giờ chúng con đỡ tôi làm từ thiện đỡ tôi dạ không mà nếu mà làm mà nói đàng hoàng dạo này thì mình sẽ làm từ thiện mình tắt cho những người cụ già rồi nha các bạn thôi mà nói thôi giờ quất thay mặt trong tim nói nha là sao các bạn biết sao mày phải làm cho ấy vô y như là gạo của mày vậy đỡ chi đỡ cho người ta nó thấy cái lòng từ thiện của mày là thiệt tâm người ta mới có tiền hiểu không này. đúng phải không đó bây giờ từ thiện là tiền bác ái của cái tâm nha mà phải làm cho đàng hoàng nha mẹ mới gửi tiền gì à hiểu không rầu nói ai nói bây sao trước khi hiểu không rầu xin chào cô Bình Mỹ nha thì chào cô Mỹ nha mình hôm nay có một kênh lúa mà tao hôm nay có một chuyến từ thiện là phong ria hay phong ria đó chẳng có nói để cái tôi đâu ria mẹ phong ria để cái tôi đâu là để cái tôi đâu là gạo từ tâm nha các bạn gạo từ tâm về từ thiện từ lòng nha các bạn. Dạo này là cô quất nha các bạn. Thì Lương Tâm Sáng. Dạo này cô quất nha các bạn. Gạo tôi chứ gạo ai? Tôi lấy tên là Lương Tâm Sáng ông hiểu đúng không? Đúng rồi. Lương Tâm Sáng. Đúng rồi. Hôm nay Lương Tâm Sáng nào đây né là mẹ. Thì mình sẽ phát gạo. Đừng lấy chi dù đó tao. Đỡ dù lấy ảnh như chứ. Chúng mình lấy tiền rồi tôi chia. Ai xúc gạo đi nha. Khùng sao mày? Gạo cô quất nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ Lương Tâm Sáng sẽ đi phát từ thiện các bạn hãy theo cuộc hành trình. Đó bà cô Mỹ bà thấy được cái lòng từ tâm mình các bạn mình cho mình cho mình khô lắm các bạn hãy đi theo cái lòng từ tâm của mình mẹ chết rồi các bạn gần chết rồi các bạn ơi má gạo từ tâm khô lắm các bạn người miền Trung mình nước lọc đồ ủng hộ đồ khô lắm đâu gần chết nữa né mẹ đó tao là tôi xúc rồi quần đi mẹ giặt công nữa nó tôi xúc nha dạ ai cũng ai gõ bữa ai gõ thì vô đây dạ về cho ông tao đưa ông bác này chút ông bà này ông cảm ơn rồi ông cô bị cho mình khó lắm cô cô có tiền cô có gì nhiều gì không đâu bác tụi cô cũng khó lắm nhà con đưa tao cho cho dạ. Cũng dành nữa ai nữa cô cụ nào nữa đâu ơi ơi phát gạo rất là nhiệt tình nha các bạn đưa cho chai quá đưa chai chủ yếu quay em nha đừng quay phải em nha chủ yếu mày nói vậy mày gạo mày mà tao quay mày chứ có mấy ai gửi ai đất cụ nào rồi đây con mày cô ba Mỹ ba gửi chứ rồi tao vậy gạo con nha gạo con là tên Lương Tâm Sáng nhớ Lương con con gạo lại này gạo mày chứ gạo ai dễ nha cô không không tôi làm vậy được không tôi làm được được ơi xì à mày chào bà cô đây lấy mấy miếng thịt nướng vậy anh tao mặc quá làm tươi thì ăn mà giỏi thầu chưa đâu có lương tâm cho giờ lấy mấy miếng thịt nướng dạ tao gọi cô đang chụp lại xuống mà tao xuống mà lấy bè nó hay chừng quế cô lại sao con lỗi rồi bà gạo mẹ xin ké mình lấy ké chứ giờ sao vừa phải thôi nha đồ chợ đông lắm các bạn ơi đồ làm vậy cái vui lắm nha các bạn phải đi xong xúc đi đó đi nhanh được cái thằng đây má cái thằng buộc này quýnh tao cũng quại mày tao làm từ thiện mà sao cứ dành công quýnh tao nữa mày mà làm từ thiện hồi giờ mà có kinh nghiệm mà tao làm mấy năm nay rồi gạo ớt đây mà đi từ thiện hay không đi kêu gạo ớt dạ. Từ thiện từ tâm chứ sao kêu gạo ớt mình nói vậy người ta tới đông mình phát cho mấy ông mình nói vậy người ta tới đông mình phát cho mấy ông mình nói không cho nhiều dữ vậy không thì biết về đó mà không cho nhiều dữ vậy thì cỡ chứ mà nhìn anh chút được cái gì đâu dạ ơi trời ạ mình phải xuất phát từ tâm đúng không đúng rồi Lương Tâm Sáng ớt chắc quần đi đứng kiểu làm từ thiện đi kiểu alo sống sắc thì bây giờ các bạn biết sao mình vô trong chợ nhưng mà gặp mấy bà cô ấy đã nói là có cái cụ nào dưới đây cũng khó khăn lắm nha các bạn ông thấy tôi khổ chứ ông thấy tôi khổ mình giờ mình cụ đi không được thì mình dắt
dành công một dành công dạo cứ dành giác à. Mày đi đi. Chứ mày vô đó mày phát, mày giác mày phát cũng được. Không có Mỹ đâu, mày mới giao tiền tao. Các bạn biết sao bè cụ á là bẻ đi không được nha các bạn. Bẻ mù. Bé bị mù, bé khó đi không được nên Lương Tâm Sáng sẽ xuống tới nhà để phát nha các bạn. Thì nói có ở dưới là các bè cụ nào bé mù á mà đứa con nó bị tật rồi. Dạ. Chú sao mà bóp mấy đứa con mù vậy? Ở đây ai mù à? Gái. À nữa. Đây mình là cụ nào mù á? Có đứa con bị tật rồi. Mù. Bà bố nghe thấy nhạc của bà vừa cũng biết thì chú. À. Không. À đúng có rồi. Một cái bà mù dưới kia. Dưới đây. Xe xem chú. Đi đoạn đó. Đi xuống này cũng về một kia. Có đây. Đi là nó. Nè đây rồi đi xuống này. Nào á bẻ bị mù á. Con mẹ bị đeo con nói. Chờ số 8 đi. Dạ dạ. Mình nhờ ông chú đây ông dẫn tới nhà rồi nha các bạn. Mình vô nhà mình xem bà cụ. Nghe nói cụ nhà mình dưỡng hả chú? Dạ. Dạ thôi có gì khi nào có gì bà con nghĩ lại nữa. Dạ. Nghe nói chú bị bệnh hả chú? Dạ. Dạ thôi chú nghỉ đi. Chào con cảm ơn chú. Dạ chú nghĩ khi nào có cái dịp con quay lại. Dạ con biết có cụ ở nhà rồi con biết lại mấy em mình đâu. Dạ mấy em trong Bình Định. Bình Định đó. Dạ. Có gì con chúc chú với cụ mạnh rồi nha. Dạ con cảm ơn. Dạ dạ. Dạ con xin phép. Dạ. Quốc này nói dẫn dàng các bạn ơi. Đúng rồi. Quốc này dẫn dàng nha các bạn. Thằng Từ Thiện dẫn dàng lắm. Chú ơi, cảm ơn. Cảm ơn nghe chú. Dạ, hai ông dành hết thì ông cho ông đỡ tôi nói gì hết vậy. Mày nói gì? Cùng quen. Đỡ nói chút. Mày đỡ về cô bên Mỹ mày gửi gì? Có hình ảnh của tôi tốt một chút rồi chứ. Mày mới có nói gì là tao sẽ chi cho mày. Mày có gạo của mày đâu mà nói. Mày có gạo của mày đâu mà nói. Ừ. Gạo tao cũng được chứ cái gì. Gạo của quốc nó nói sao nói vậy. Gạo đỡ tao, tao gạo của bà của Mỹ. Gạo của tao đỡ tao, chúng con nó hốt. Gạo của tao đỡ tao, chúng con nó hốt. Dựng không? Dựng dàng. Rồi. Bữa sau làm thùng nữa nha. Ừ. Không đỡ bạn nha bạn. Đỡ tao mày. Phải lương tầm sáng rất là em thấy cái lương tầm mấy mày cứ nói đỉnh giờ không hoài má lương tầm sáng nó ở quá nhưng mày cứ bị cho bà cô đó các bạn khóc khóc cái má mày mày điên sao mày. Alo sao vậy đang phát gạo mà điện gì mày bữa sao vợ tôi nói vậy. Alo sao mà ông nói hết vậy sao gạo ai biết hỏi lẹ mày. Mấy giờ mày nè. Giờ mày tao không biết đâu nha. Ê đi xin tồn. Liên hay trời. Nhờ người ta vô lá giải. Ờ cái xô đây. Anh em sao lấy xô cái gạo. Anh em nó nói gạo nhà mày nhiều nên đi nó lấy. Mày làm từ thiện hồi nãy mà nói là gạo nhà mày mà. Đúng không? Mà hồi nãy mà nói Lương Tâm Sáng lấy gạo của mình rồi đi. Mày cháu á. Không. Đó phải không á. Thôi đồ không mén nữa chứ. Chết rồi các bạn. Rồi chết rồi các bạn.
mẹ mày đi luôn đỡ đổ lỡ thâu cái gì vậy, cứ vào gạo đồ với xô gạo nhà tôi sắp lấy đời vào mày cứ đi trên tùng mày nó lỡ đâu vậy mày hồi nãy giờ mà làm việc thiện người ta thấy cũng tốt đầu gạo của mày mà làm việc thiện là đúng đầu chứ nữa mày nãy giờ mày lấy tiếng dài lấy tiếng đấy nãy giờ dành như đúng đầu đâu mà nói mà cô mấy đồ dành đồ phát gạo như đúng đầu á tới giờ gạo của mày mà nói mà hồi nãy tự mà nói mà chứ nói nó lạnh luôn cái đồ mới lên thôi là lỡ thâu chứ bây giờ mày phát cho ai phát ông lấy ngay mày lấy giúp tụi tài à mày cái xô gạo của mình mà tự nói mà tự cho ai biết nói mày... đúng không hồi nãy mà tự mà nói mà nói như đúng đâu gạo của mày mà phát chứ mà làm ơn cho mấy người già cũng là việc tốt cho sao nữa đúng không mẹ hấp gạo rồi đổ báo chứ mẹ chờ quá đi chưa gì nữa đâu mà khóc với trầu còn gì nữa đâu mà buồn với nhau mẹ ơi chị về vợ mẹ ông vợ chơi vợ tôi với ông mua gạo lại trả lại à chạy kêu đi từ thiện vô đúng rồi mẹ chớ hồi nãy mày nói đàng hoàng gạo của mày thì mẹ nó đúng rồi chạy lại gạo rồi tụi em tôi này tôi nhảy luôn tôi phế luôn mẹ mẹ em vô ngoài nữa mẹ cứ tập con ruột vô ngoài nữa nhí quay 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 mẹ tao biết đeo cái gạo gì vậy ta nhưng khi tôi lâm nàng mắt tôi mới sáng anh em như cái quần toàn anh em lũ đàn tao chưa vợ chưa con hết mới xin mày mẹ vợ mày em vô này tao có gà mới xin mày mẹ vợ đổ xô gạo đổ đi làm mà kêu làm từ thiện thử không phải còn quần để quay nữa không mẹ em đi nãy giờ nha mấy bà cô bà cười kìa mẹ đi giờ sao không lỡ không sao không có lỡ vậy đâu dạ không phải mẹ đi chứ gạo gì đâu chấm bèo giờ tao dẫn mày ăn canh cũng được mày đói cũng được mẹ mày bị một xô gạo mà kêu chẳng đi ăn canh mẹ mày chợ con đây gì thì đi rồi đó thì gì đâu vợ con cái gì hoài nó ăn luôn ơi đâu mà mày sao không gì mẹ mày chịu ồ mẹ chú nhìn nó vô đây chợ nó kìa quá tôi vậy quá không tao biết mày vô lưng nhiều không quên mày không quay gì nãy giờ em mày em không quay xô gạo luôn á mẹ không đem xô gạo giờ tôi biết thuốc chụp chân đó mà về vô vớt mặt thằng này mèo mà kêu ông vợ nó chở về đấy ba lô ấy hai đứa bay đi sinh tồn luôn ơi hai đứa bay đi sinh tồn luôn ơi.